Hello anh em nha, em Thẩm Minh Trang ở đây chào anh ba con nha. Chiều hôm nay em vô quay mớ xe. Cho nên mình xem anh em nào thấy được thì lấy về làm chân đi anh chị ha. Giá tiền rẻ anh chị, tầm khoảng 100 hơn là có rồi. Ở đây thì cũng có mấy xe cóc, 4 xe luôn nè, 4 xe cóc như xe. Và đây có anh khách. Anh khách chị này cũng khá giàu, Bến Tre đi anh khách. Đi cho thắc ý mua xe rẻ hơn chứ thắc ý. Đi cho thắc ý mấy trăm triệu mua xe này có 100 hơn. Tức là cái chiếc xe này rẻ hơn xe anh chị đang đi nè. Xe cọp lắm á. Xe này nó nếu mà đăng lúc này nó đăng là đưa này là xe đẹp lắm anh chị. Nỉ nó. Quá đẹp. Chạy xuống. Quá chất lượng. Siêu chất lượng luôn nè. Cúp ly nè anh chị ha. Xe này bán 135 rồi, có anh khách cũng đang cho. Máy đẹp cực kỳ luôn nè anh chị ha. Cái dòng máy đã ghê luôn nha. Không lỗi nhỏ luôn chị, keo chỉ nguyên rin cabo, anh nên tem mộc nữa nè. Gầm bệ còn 7 màu luôn á. Một chiếc xe đẹp mà không lỗi luôn. Đời 2000 tới giờ hay là 2000 rồi. Cái ốc còn xanh chành luôn anh chị ha. Bon điện nè, zin hết luôn. Mâm đẹp. Cập nhật mới xe cho anh em mình xem nha. Đây có i10 nữa nè. i10 màu đỏ nè. Thì xe bữa quay 189 chưa giòn. Bây giờ mới làm là hết rồi. Em sơn cản trước cản sau làm gầm. Giờ đang tiến hành cho anh mình thay 3 bạc đạn nữa là xong rồi. Thay 2 bạc đạn bánh xe nữa là xong rồi. Con Putin lại nữa. Là ok. Xe này để cho anh em mình 195 nha. Làm đẹp để anh em 195 ha. Quá chất lượng luôn anh chị ơi. Ghế bọng. Ok chưa? Típ lô túp ly nè. Quá đỉnh luôn anh chị. Một chiếc xe chạy sướng luôn. Đời 24 gia đình bản đủ anh chị nha. Vô lăng tích hợp màn Android luôn. Túp lô túp ly đẹp luôn. Kính chỉnh điện gập gương tự động luôn anh chị. Nó có gập gương luôn á. Đó không? Gập gương đã chưa? Đó, ghế bọng mới tin. 195 triệu tem bọng nhãn mát quá trời đất luôn. Mâm vỏ nè, mới tin. Ui. Đây đây anh em, Camry mới lấy về nãy là đi xe này. Camry này là siêu cọp luôn, đời 2007 Mỹ, nhập Mỹ. Camry màu đen còn hai xe, một con mập nhập Úc, còn nhập Mỹ. Em bán đồng giá luôn đi, hơn 300 tí anh em qua lựa nha. Xe này với anh em thường anh em nghĩ nè, dòng Camry anh em nghĩ là giống như là mấy dòng đời hay này ha, làm chỉ máy zin thôi. Nhưng chiếc xe này cái máy zin mà cái mặt máy còn zin luôn. Đó, hộp số zin, mặt máy zin, keo chỉ nguyên zin, xe không cắn đụng luôn, xe cọp không lỗi luôn. Thì anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em luôn. Để cho anh em mình xe này hơn 300 nha. Có alo là có bớt, có xem xe là có bớt. Ghế điện nè, số tự động nè, vô lăng tích hợp nè, rất là đẹp anh chị ha. Dàn ghế và túp lô túp ly keo chỉ nhãn mát nè, zin hết 100% luôn anh chị. Đây có xì bắt nữa nè, bắt này bắt 2016 máy này nhưng chấm không hay sao nhá, 16 17 gì ta, hay 17 gì á. Bữa em quay xe này không nhớ nhiều, 1.0 đúng rồi, 1.0 nè. Cụm đèn chỗ đèn rất là đẹp nè, em mới vừa dặn mấy cản trước cản sau lại hết rồi, 4 mâm 4 vỏ ok. Sơn si đẹp. Thì xe này đang nhân viên đang cho đi làm cái gì không nhớ nữa. Bát cửa bản lề đẹp quá trời luôn nè anh chị. Hai túi khí nè anh chị ha. Em này có hai túi khí luôn. Ở nhà còn có màu trắng nó có ABS, còn con này không có nha anh chị nha. Con này nó có hai túi khí nó không có ABS ha. Thì con này nó rẻ hơn. Con này để anh em mình 172 nha. Đẹp quá. Nó tin. Đây có con này đời trước thôi. Con này đời 2009 4 máy. Em này đời 2009 4 máy 1.0 mà sao đó luôn anh chị ha. Xe này thì đang tiến hành cho dậm lại, sơn lại với cái máy không được êm, 2 bu 3 cái bugi nó chắc 4 bugi luôn anh chị ha. 2 bugi rồi lại ngon. Em này thì mâm lớp vỏ đẹp. Ở gì nữa ta? Màn hình Android, nhà ghế còn khá là mới nè. Màn Android luôn. Quá ư là ok luôn nè. Xe này để cho anh em mình với số tiền là 102 triệu làm đẹp để anh em mình 102 nha. Còn bớt ha, có alo là có bớt nha. Quá trời đất luôn. 1 2 3 4 5. Rồi tới em xe thứ 6 nè. Ego này của em là đời 2006 nhập Nhật anh chị ha, nhập Nhật nó tới 6 túi khí rồi. Xe này thì khỏi phải chê. Dòng Toyota nhập thì nó chạy sướng anh chị nha. Con cốc nhỏ máy 1.0 tiêu hao nhiên liệu 100 cây, xe này đưa tầm khoảng từng cỡ 4.5 lít anh chị ha. Nhìn nó đẹp hơn xe bắt anh chị ha, mắc không đâu nhiêu tiền đâu. Con này bán 150. 150 mà còn alo còn bớt à, form dáng đẹp. Mình chiều nay mới về thêm một xe giống vậy nữa anh chị ha, cũng có 100 mấy. Chiều nay về thêm xe nữa. Ghế nỉ đã không? Nguyên nhà ghế nỉ đẹp ghê anh chị ha. Ghế nỉ túp lô túp ly đã không? Đúng xe gia đình không lỗi anh chị ha, không taxi không dịch vụ nha. Đó, vô lăng túi khí nè anh chị ha, túi khí nè. À, một túi nè, hai túi nè, ba túi nè. Ở sau nữa nè, bốn túi nè. Quá trời túi khí luôn, nguyên nhà ghế nỉ túi khí quá trời. Đang để trong anh mình cũng cần cái bô, rồi cái bô phía dưới này nó bị hơi yếu anh chị ha, nó hơi bị xà dưới anh chị ha. Đang cho cần cái bô lên. Để cạn cái hay kêu lập cập. Xe bắt đó thì bỏ hai bugi, nó làm không kịp, xe đông quá làm không kịp. Đây, xe thứ 7 AW
em số tự động xe này hiện bị hết lạnh anh chị, đang tháo lúc lạnh coi sửa được không? Không được thì thay luôn. Thì bữa anh em nào mà xem cái con xe này á mà thấy không vừa ý thì mua ốc xong anh em xuống ủng hộ ha. Thì xe này là số tự động em bán anh em mình 250 đời 2017 gì đó anh chị, 16 17 gì đó. Số tự động. Xe cọp chạy mấy chục ngàn, không lỗi nhỏ luôn. Green lắm anh chị nha. Xe đẹp lắm, Awel mà. Mẫu gì anh cha cũng còn một con anh chị, Awel thì còn tới 3 xe rồi. Awel là LTZ số tự động nha. Mâm lớp vỏ đẹp, máy số gầm ngon, sơn si ok. Đó. Túp lô túp ly nỉ còn luôn anh chị ha. Số tự động. Vô lăng nè, có nút tích hợp nè, kèn nữa. Số tự động nè. Chạy cực kỳ sướng luôn anh chị ha. Dàn ghế rất là mới nè, 250 triệu, gương kính gặp gương tự động. Đó. Đây có hiện một Vios 88, Vios nè. Vios 209 này đang đưa cho anh mình thay hất lái nè. Thay hất lái nữa là xong rồi. Vios 209, máy số gầm ngon, đi em thay mấy cái mặt bàn bánh xe nè anh chị ha. Rồi em dặm sơn lại, rồi cái em thay hất lái. Hất lái bị cong anh chị, thay luôn chỗ ngon. Thì bữa nào nè, bữa trước anh em nào mà thử thấy không ngon á. Thì bây giờ ngon anh em nào xem được thì ủng hộ em ha. Em để anh em mình xe này 195 triệu, Vios E 2009, 4 thân đĩa. 4 thân đĩa túi khí ABS luôn. Bốn hắn đĩa luôn anh chị ha. Bốn hắn đĩa luôn nè. À, tô khí nè. ABS nè, đầy đủ thúp lô thúp ly đẹp. Dàn ghế cũng ok. Anh em nào xem được ủng hộ anh Thịnh nha. Anh em mua xe gọi số 0866-6789-71 để gặp bạn nhân viên tư vấn nha. Địa chỉ cửa hàng anh em cứ gọi Google Thịnh Bến Tre. Cảm ơn anh em nhiều nha.